Dạ, em xin được phép kính chào cô chú, anh chị cùng các bạn thân mến ạ. Em tự giới thiệu, em tên là Định, ở Đất Tô, Quan Tâm ạ. Em năm nay 35 tuổi thôi ạ. Thì cô chú đặt hàng thì xin mời cô chú liên hệ gọi trực tiếp đến số 0973 821 799. Thì bên em có gửi hàng đi toàn quốc ạ. Thì cô chú, anh chị đặt hàng thì cho em cái xin cái địa chỉ và yêu cầu chuyển thương hoặc là chuyển nhanh để tụi em gửi hàng ạ. Thì cũng thống nhất thế này ạ. Thì cô chú anh chị nếu mà mua hàng thì thanh toán qua cái đường bưu điện ạ. Và cô chú anh chị nếu mà yêu cầu kiếm hàng trước khi thanh toán thì bên em cũng đồng kiếm hết ạ. Nói chung là cũng rất đàng hoàng, cho nên cô chú anh chị cứ yên tâm. Thì hôm nay thì nói chung là các cái mặt hàng của Lan Rừng Quảng Tâm về trong ngày cho nên còn tươi lắm ạ. Thì cô chú anh chị quan sát thì cũng đủ thấy rồi ạ. Thì hôm nay có hoàng thảo tam màu sắc này, kim điệp xuân, vanda rừng, kiều cánh tua, một phần giáng thu, một phần hoàng thảo trinh bạch, một phần hoàng thảo lụa vàng, hai phần nhất điểm hoa, kiều vuông quan tâm, kiều cam và kiếm và kiếm rừng quan tâm ạ. Thì sau đây em xin phép được đi chi tiết từng phần để cô chú anh chị tiện để theo dõi ạ. Thì các cái phần, các cái tụi em có đánh số trên trên các cái phần thì cô chú anh chị nhiều cho được cũng nhiều, nên cô chú anh chị nếu mà cần thiết thì lấy cái bút với viết ghi lại ạ. Thì đầu tiên là hoàng thảo tam bảo sắc ạ. Thì cái loại này là một trong những loại thân thông mà cũng tương đối cũng dở trồng à. Thì một phần vậy là 100.000 thôi ạ. Tụi em có 1 2 3 4 5 5 phần. Thì cứ mỗi phần là 100.000 ạ. Thì em cũng xin đi chi tiết 1 2 phần gì đó để cô chú anh chị tham khảo ạ. Thì một phần tụi em có chia ra như thế này. Cô chú anh chị ước lượng cái số cây nhiều hay ít, dài hay ngắn, đắt hay rẻ mà cô chú anh chị cân nhắc lựa chọn ạ. Thì cái loại này thì cái bàn lá nó mỏng lắm ạ, cho nên vận chuyển đi chắc chắn thì lá nó cũng cũng héo hơn đôi chút, hạt có thể vàng. Thì các lần trước tụi em cũng đã lưu ý rồi ạ. Một phần hoàng thảo tam màu sắc là 100.000 một phần ạ. Nói chung là các phần tụi em chia ra như nhau hết, ví dụ tương tự như phần này thì nói chung là cũng như phần trước ạ. Thì cũng như thế này. Thì kích thước như thế này. Có 5 phần, mỗi phần là 100.000 ạ. Tương tự như nhau hết ạ. Và tiếp theo là kim điệp xuân ạ. Kim điệp xuân, cái loại này hoa màu vàng ạ. Cái thời gian nở hoa thì rải rác vào mùa xuân ạ, có thể từ trước Tết, trong Tết và sau Tết. Thì hoa màu vàng cũng giống như cái sắc 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 hoa của mai vàng ạ. Nói chung là cái sắc như thế. Nói chung là cái loại này nếu mà Tết nở nở hoa được thì rất là đẹp ạ. Thì kim điệp xuân này thì cái phần số 2 này ạ là nguyên dề, là 130.000 ạ. Nguyên dề thế này là 130.000. Cái dề này đẹp lắm ạ. Nguyên dề kim điệp xuân này là 130.000. Thì bên em cũng cố gắng đi giá hợp lý để cho nhanh nhanh, nhanh hết ạ. Thì phần số 3 cũng nguyên dề kim điệp xuân là 130.000 ạ. Thì nguyên dề thế này. Thì 130.000, cái dề này thì cũng rất đẹp. Nguyên dề thế này là 130.000. Phần số 3. Tiếp theo đi phần số 4, kim điệp xuân. Phần số 4 kim điệp xuân này thì có 120.000 thôi ạ. Gồm có 1 2 3 3 dề thế này. Cái phần này nói chung là rất đẹp lắm. Cô chú anh chị nên lựa chọn cái phần này, nói chung cũng rất là rẻ. Phần số 4 này là 120.000 ạ. Tiếp theo là các cái phần phần rời của kim điệp xuân 1 2 3 4 5. 5 phần rời thế này là mỗi phần là 100.000. Hàng còn rất là xanh tươi, cô chú anh chị cứ yên tâm ạ.
Riêng nhà em thì ngày nào nó về là hết, ngày nãy nãy cũng không có đỡ hàng tồn đúng không ạ. Mặc dù là hàng rơi, tuy nhiên là tụi em cũng đã chọn lọc, chọn lọc rơi. Nhưng mà rơi như thế này thì nói chung cũng ghép cũng rất là dở thôi. Đó, một phần thế này là 100.000. Đó, một phần, 1, 2, 3, 4, 5, 6 phần nhé. Mỗi phần vậy là 100.000. Đấy, đây ạ. Tiếp theo là Vanda, Vanda rừng ạ. Vanda này là Vanda nâu ạ. 1, 2, 3, 4, 5 phần. 5 phần thế này, cái hàng hàng giống giống thế này, cứ mỗi phần vậy là 100.000 thôi ạ. Đó, thì nói chung cây còn rất xanh tươi. Thì một phần thế này, thì cây cũng trung bình cỡ như thế này ạ. Thì cái này gọi là cây cây giống vậy ạ. Một phần thế này là 100.000 thôi ạ. Chung rất là nhiều ạ. Cô chú anh chị về ghép vô tư luôn. 100.000 là như thế này. Đây ạ. Đó. Một hai này. Đấy, ba phần, bốn phần, năm phần, tụi em chia đều như nhau hết. Đấy. Thì cứ mỗi phần thế này là 100.000 thôi ạ. Tiếp theo thì hai cái phần Vanda thì cây nó cũng hơi hơi tương đối lớn xíu, là tụi em có chia ra số 7 và số 8, cứ mỗi phần vậy là 130.000. Đấy, cây như thế này ạ. Đấy. Đấy, kích thước này ạ. Đấy, cô chú anh chị tiện theo dõi thì số 7 số 8 thì cứ mỗi phần vậy là cũng tầm cỡ 6 cây. 6 cây. Là 130.000 thôi ạ. Đấy. Phần số 8 là cũng tương tự như phần số 7. Đấy. Nó cũng đẹp lắm ạ. Phần này thì 2 4 6 7 8 cái gì đó, 8 9 cái gì đó. Phần này cũng rất là tươi ạ. Cây cũng to nữa. Phần số 8 này là 130.000. Phần số 7 cũng 130.000. Đấy. Tiếp theo đi tới phần kiều cánh tua. Đó, kiều cánh tua. Thì cái phần này là phần số 9 là 120.000. Thì nguyên về ạ. Nguyên như thế này là 120.000. Giờ này rất đẹp ạ. Nguyên về 120.000 thôi. Tiếp theo là cũng kiều cánh tua, cũng nguyên về. Cái giờ này thì khủng hơn giờ lúc nãy là 250.000 ạ. Cô chú anh chị xem đã lắm ạ. Nghi nhề lớn. Cái thế này thế rất đẹp. Cô chú anh chị sưu tầm ạ. Giờ lớn này. Thì giờ số 10 này là 250.000. Kích thước này cô chú anh chị ạ. Xanh lè luôn ạ. Phần số 10 là 250.000 kiều cánh tua. Tiếp theo phần số 11 là kiều cánh tua. Phần này là 130.000. Nói chung nghề mức giá rất hợp lý ạ. Cô chú anh chị cứ yên tâm ạ. Chỗ này là 130.000 ạ. Số 11 ạ. Đấy. Tiếp theo là có 1, 2, 3, 4 phần kiều cánh tua. Thì cứ mỗi phần vậy là 100.000. Cái này thì hàng hàng giống ạ. Nói chung mà tuy nhiên cũng rất đẹp. Tụi em cắt tỉa sạch sẽ hết. Đây ạ. Ví dụ như phần này. Một phần thế này là 100.000 thôi ạ. Một phần rất là nhiều. Cô chú anh chị về ghép làm giống, nói chung như thế này nhưng mà cũng đủ sức ho rồi cô chú anh chị ạ. Đây cái chuỗi ho của năm trước đây ạ. Chuỗi ho của năm trước đây ạ. Đây là cái kích thước này. Thì cái mua cái phần thành cái phần các cái phần này thì rất là lợi, bởi vì rất là nhiều cây. Thì bốn phần, mỗi phần gọi là 100.000 thôi ạ. Đấy. Và tiếp tục đi tới phần giáng thu ạ. Giáng thu của rừng Kon Tum ạ. Thì 200.000 một phần, số 13, phần số 13 này. Số 13 là 200.000 một phần giáng thu thế này, chỉ có một phần duy nhất thôi ạ. Thì cái đặc điểm của kiều cái giáng thu này á là hoa nó mọc ngược ạ. Đó, hoa nó mọc ngược thế này. Mọc ngược. Chúng rất đẹp. Hoa màu tím 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 ạ. Thì phần số 13 này là 200.000 ạ. Đi rất nhanh rồi ạ.
một phần thế này. Nói chung là cũng cô chú anh chị sưu tầm thì quá hợp lý luôn. À, một phần thế này là cũng rất là nhiều cây. Đấy. Một phần thế này dán thu con tôm ạ là 200.000 ạ. À, số 13. À, tiếp theo là phần số 14 là một phần duy nhất hoàn thảo trên bạch ạ. À, hoàn thảo trên bạch số 14 này là 200.000 ạ. À, thì bao gồm này, cũng nhiều lắm, cũng nhiều gấp đôi các cái lần trước. À, thì gồm 1 2 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ. À, thì đây là hoàn thảo trên bạch ạ. À, thì cái hoa này ạ. À, à, cái hoa này trên bạch thì không lẫn màu đâu được, bởi vì nó có cái hoa trên thân. Thằng này nó cũng nở lâu rồi, không sắp tan rồi, cho nên nó cũng hơi mờ. À, phần hoàn thảo trên bạch này là 140.000 ạ. Đây ạ. À, tiếp theo đây tới cái phần hoàn thảo lụa vàng. À, thì hoàn thảo lụa vàng này thì cũng có một phần duy nhất thôi. À, một phần số 15 này là 200.000. À, thì số 15 hoàn thảo trên bạch. Nói chung là rất là nhiều. Nói chung là tụi em mấy bữa trước thì chia một phần 100.000. À, thì cũng bằng một nửa đây hoặc là ít hơn. À, thì hôm nay tụi em chia ra 200.000 một phần. Nói chung là tụi em cũng đỡ cái công đóng thùng ạ. Nên tụi em đóng thùng, ví dụ 2 thùng đóng thì nó rất là vất vả. Đó, chia ra một thùng đã dở đóng hơn ạ. À, thì cái loại này thì cái hoa rất là to, đẹp. À, tuy nhiên một số địa phương thì khó trồng, bởi vì cái này nó chịu khả năng nó chịu lạnh hơn. Thì cũng có cái chú ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn trồng được. À, tuy nhiên thì cũng lưu ý là cái loại này cũng tương đối khó. À, thì một phần duy nhất này là 200.000 ạ. À, hoàn thảo lụa vàng ạ, hoa to đẹp lắm ạ. À, tiếp theo là có hai phần nhắc điểm hoàng. À, nhắc điểm hoàng là số 16 là 150.000. À, số 16 nhắc điểm hoàng là 150.000, rất là nhiều. À, cô chú anh chị về ghép 5 chậu. Đó. À, như thế này, cô chú ước lượng về ghép tầm được 5 chậu. Đấy, 150.000 số 16 ạ. À. Tiếp theo đi phần số 17 là nguyên dề. Nguyên dề nhắc điểm hoàng. Cái phần này là 120.000. À, thì nguyên dề thế này. Nguyên dề này rất đẹp. À. À. Phần số 17 là 120.000 nhắc điểm hoàng. À, thì hai phần thế này. À, thì giờ thì nó ít hơn, tuy nhiên bây giờ thì cái giá nó cũng tương cao hơn xíu. Thì phần này rời nó rất là nhiều. À, mà 150.000 thôi. À, tiếp theo là kiều vuông của con tôm ạ. À, thì 1 2 3 4 5 6 7 7 8 phần gì đó. À, tụi em có chia ra và cái mỗi hình mỗi phần thì nó khác nhau, giá nó khác nhau. Thì kiều vuông cái phần số 18 này là 180.000 nguyên dề ạ. À, nguyên dề này rất đẹp. Cây rất khỏe ạ. À, cái thân nó rất to của chú anh chị ạ. À, đây là kiều vuông số 18 là 180.000 ạ. À, tiếp theo là kiều vuông. À, kiều vuông số 19 là 180.000 ạ. À, đây gồm 2 dê, dê số 1 và dê số 2. Nói chung cây rất là đẹp ạ. À, các tia sạch sẽ hết, không có gãy dập gì hết. Rỡ tụi em cũng cắt sát nè. Cái này trường hợp ví dụ như rủi ro bưu điện nó đi chậm xíu thì cái rỡ nó mọc luôn cô chú anh chị ạ. À, thì cũng có rất là nhiều trường hợp phản hồi về tại sao đi lâu nhưng mà rỡ rất là nhiều, bởi vì tụi em cắt tỉa gọn thì trong quá trình đóng thùng đi thì ở trong đó thì nó tạo điều kiện nó ra rễ ạ. À, phần số 20 ạ. 20 thì 170.000 ạ, phần này. À, phần này lá đẹp lắm. À, thì nói chung hàng rừng thì cũng có thân già thân tơ ạ. À, 2 dê là 170.000. À, kiều vuông. Thì cái loại này nếu mà trồng đúng kỹ thuật thì hoa tết ạ. À, kiều vuông thủy hay còn gọi là thủy tiên trắng. À, tiếp theo phần số 21 là 100.000. À, 100.000 như thế này, một giò tương đối thế này, 100.000, nói chung cũng rất rẻ.
Giá rẻ thì cũng không dám nói nhưng mà nó cũng hợp lý thôi ạ. Đấy, tiếp theo phần số 22 là một củ 100.000 là kiều vuông. Kiều vuông phần số 2 này là 100.000. Nó cũng lá nhiều lắm cô chú anh chị ạ. Số 22. Tiếp theo đi phần số 23 kiều vuông. Là cũng 23 này là cũng 100.000. Giờ nhỏ nhỏ thế này ạ. Số 23. Đi phần số 24 kiều vuông. Cũng 100.000. Cái này thì hàng giống. Thì số 24 này là 100.000. Thì cái này nó nhiều hơn. Nó nhiều hơn, nhiều thắng hơn, nó lợi hơn. Tiếp theo là phần số 25. Là kiều cam. Kiều cam còn có 1, 2, 3, 4, 5 phần. 5 phần thế này. Thì cũng xin phép được đi chi tiết. Là số 25 kiều cam này là 110.000 ạ. Cái này đã lắm ạ. Số 25 này, kiều cam này. Là 110.000 ạ. Đấy, tiếp theo đi phần số 26 kiều cam là 200.000 ạ. Số 26 kiều cam 200.000 ạ. Đây ạ. 26 kiều cam này 200.000. Đấy, tiếp theo phần số 27 cũng kiều cam ạ. Kiều cam này là 190.000 ạ. Đấy, bao gồm cả 3 dê. Đắt rất đẹp. Kích thước này. Đẹp lắm ạ. Là 190.000 là số 27. Số 28 là 190.000. Đấy, gồm có 2 dê. Gồm 2 dê, thân rất là dài. Tầm cỡ 4 tầm cỡ 5 60 cm rồi đó. Đấy, là 190.000. Số 29 là 2 dê 220.000. Kiều cam. Kiều cam này thực ra thì gọi chung là kiều kiều vàng là gọi chung, nhưng mà cái này thì cánh trắng hồng cam thì tụi em cũng xin phép được gọi là kiều cam ạ. Thì cái phần này hai phần hai dây rất lớn này, rất đẹp. Thân to mập. Là 220.000. Đấy. Là kiều cam. Tiếp theo là đi tới 1 2 3 4 5 6 6 phần kiếm kiếm của rừng Con Tâm ạ. Thì cái mặt kho thì rất là nhiều mặt kho. Thì cô chú anh chị về đợt số hoa. Thì phần số 30 là kiếm này, nghi một dê là với giá 220.000. Cái dê này rất là to. Đấy. Đấy. To lắm ạ, rất đẹp nữa. Thì cái phần này là 220.000 nguyên dê kiếm ạ. Đấy. Đấy, tiếp theo là số 31 là cũng nguyên giờ kiếm với giá 200.000. Đấy. Này ạ. Thì cái kích thước nói chung là giới thiệu lại của chú cái kích thước của cái bàn lá này là cái chiều dài tầm cỡ 40 đến 50 cm thôi ạ. Giờ kiếm nó xinh xinh này là với giá 200.000. Thì cái giờ số lúc nãy là số 30 thì cũng cái chiều dài cũng tầm cỡ 40 mấy 50 cm ạ. Cái bàn lá này của chú anh chị ạ. Đấy. Thì tiếp theo là số 32 là 160.000 là cũng nghiêng về. Nghiêng về, nghiêng về thế này là 160.000. Giờ này cũng đẹp lắm. Là số 32 là 160.000. Thì cái giờ này thì bàn lá tầm khoảng 50 đến cm ạ. Tiếp theo là cái nguyên dê kiếm của rừng Con Tâm. Nguyên dê này là 130.000 thôi ạ. Thì nguyên dê này giờ này thì lá nó ngắn hơn. Nguyên dê này là 130.000. Số 33 là 130.000. Tiếp theo là số 34 là 120.000. Thì nó rơi hơn, có nhiều củ hơn. Như thế này là 130.000. Ngắn rất là dễ thương, tầm cỡ 40 hơn 40 xíu thôi. Đấy. Tiếp theo là số 35 của 120.000. Thì cái này cũng rất ngắn. Ngắn ngắn xinh xinh ạ. Tầm cỡ 40 cm. Đấy. Đấy, số 35 này. Đấy, đây.
Thì trên đây là một số loại lan rừng con tâm, và buổi tối hôm nay cũng kính mong cô chú anh chị quan tâm ủng hộ ạ. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều ạ. Em xin hết ạ.